phù hợp với những bạn nam ở đây. Trò chơi đá bóng. Mỗi đội 3 thành viên, một người làm thủ môn nhưng không được chụp bằng tay mà chụp bằng chân. Dạ. Đá có bằng chân, hai người còn lại là đá trên vị trí tiền đạo. Thì chúng ta sẽ có thời gian là 3 phút, đội nào ghi nhiều bàn thắng hơn thì chiến thắng. Lưu ý, chúng tôi có hai thẻ đỏ, thẻ đỏ và thẻ vàng. Thẻ vàng là chúng tôi sẽ phạt một cái lỗi trên bàn ăn, chúng tôi sẽ phạt. Thẻ đỏ là đuổi lập tức ra sân và đuổi ra khỏi bàn ăn luôn, nên đừng để phạm lỗi. Sẵn sàng chưa? Mời vào vị trí. Đúng rồi khách, đi khách. Không được dùng tay là thua liền ngay tại chỗ. Ôi chua chua chua. Đấy em, đấy em, đấy vô. Đi vô. Đi vô. Ủa anh là thủ môn vậy? Trời ơi. Gãy đi, gãy đi. Ai? Hả? Ai? Yeah. Không, cho con ý kiến. Nhưng mà đâu có đá đâu. Nếu đá đá bằng chân. Còn cái này là để nha. Trọng tài anh Minh có được đá phạt đền không trọng tài ơi? Không, để lại bóng chính giữa. Thưa quý vị thân mến, bóng đang ở ngoài sân, hiện tại là Lý Thị Bạch Diệp. Lý Thị Bạch Diệp đang có bóng trong chân. Chị vô, chị Diệp. Dạ, Diệp đã bóng đi, Diệp ơi, đá đi. Đá qua cho Chris. What? Hả? Diệp đã chuyền bóng cho. Đúng rồi. Chị ơi, chị ơi. Vậy là thứ ba thứ bảy, Lê Thị Bạch Diệp đã chuyền bóng cho Gitu Bu. Tại sao vậy? Gitu Bu đã bóng vào lưới. Chỉ vì bà muốn cho chồng bà ăn thôi mà bà đối xử với cái đồng đội bà như vậy. Đúng rồi. Như vậy là tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về đội Gitu Bu. Bất thì bà cũng phải đứng ra đi. Chán là anh chẳng hàng nào thứ ba kìa. Chán lên Chris, chán lên. Cố lên chị. Đúng rồi. Lại chuyên cho đội bạn. Đúng chị. Lý thì Bạch Diệp lại chuyên cho đội bạn. Tại sao vậy Bạch Diệp? Lại đi nào, vô. Trời ơi là trời. Hết được biết rồi. Rồi. Trời ơi. Trời ơi, anh Vinh. Coi lại ba. Rõ ràng thấy chưa? Đau. Trời em kẹp mà. Trời em bà đá banh rồi mà chơi tù xuống mà chơi búp bê á trời. Vui lắm. Biết của em mà dùm ai. Tại sao có hành động để hai tay vô ba sườn rồi kéo người ta về? Tự là vợ của mình mà. Không có. Hai thẻ vàng thành thẻ đỏ. Vô nè. Vô chị ơi, chuyện em nè. Kìa bà lo đi kìa bà cứ đi. Bóng dội sang ngang thật là khủng khiếp rồi. Cái gì thì mình chuyển tiếp tục chuyển ở đây sao kệ đó. Vô mấy cái mặt của đội đây đội rồi đây cho cái tay của em hả? Không, em dùng cái này chém đó. Thôi đây người ta ngay dừng lại trong tay thổi còi rồi. Yeah thật là đau.
tài rồi. Trời ơi, có mình Bà Diệp. Như vậy là thưa quý vị, cuộc chiến bây giờ là Lê Thị Bình Diệp đấu với lại Kim Bunga và Lê Kim Thị Bu và Lý Thị Đích. Đó đã hay đúng không? Đá đi, đá đi. Cố lên anh ơi, cố lên chủ ơi. Chưa làm gì hết, chưa làm gì. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chưa làm gì. Cái chuyện trắng trợn như vậy mà dám làm luôn, tôi thua rồi. Lấy thịt đèn người. Lấy thịt đèn người. Phong Thảo gặp bao nay. Trời ơi. Trời ơi. Cái gà. Trời ơi là trời. Vô lại, vô lại, vô lại. Chúng tôi có cái thẻ đỏ, thẻ vàng là để phạt những người trong sân, còn những người ngoài sân làm ảnh hưởng tới người trong sân. Rồi chúng ta thắng. Yeah. Cười người hôm trước không sao người cười. Em có cười bạn đâu. Mà tự nhiên bạn cười em. Thái độ này cũng không được cho đâu. Thôi chờ gì nữa các bạn. Chúng ta sẽ thử món đầu tiên. Là cái món rất là đỉnh cao. Đó là cua lột. Cua lột này có nhiều cái loại cua lột mà mình trộn thêm salad ở dưới rất là ngon. Thơm, béo, vô. Vô. Dạ, em mời cả nhà. Dạ, mời cả, mời cả nhà kìa. Gia đình mình đang xem mình đó. Ngon không chồng? Ngon. Rất ngon luôn á. Bây giờ Khánh nè. Dạ. Ở không chị mình hát một đoạn gì đó nghe chơi coi. Dạo này em có chơi trên mạng, em có thấy cái gì đó em vui vui đó. Dạ. Không mệt lắm đi. Mẹ mới hát rồi hả? Hát bài của Gin đi ha. Dạ. À. Được không? Gin hát cho em. Không thể yêu ai được nữa. À, dạ. Ờ không, Gin đang yêu em mà sao không thể yêu ai được nữa dạ. Dạ em hát bài đó. Em bị ATSM hả? Thôi giờ hát với Gin đi nha. Dạ rồi. Bài đó đó. Bài đó là bài gì nè? Cái bài hay hát á. Bài hát cùng nhau hả? Dạ. Vì em từ cái nhìn đầu tiên phải không? Dạ. Rồi vô. Mưa từng giọt thấm ướt trên vạt áo. Người ta đang hát. Nhiều lòng anh đang nhớ em rất sao. Ôi gia đình là số 1. Nhớ lần đầu gặp nhau vẫn vương làm sao. Nhớ nụ cười quá ngọt ngào. Em từ đâu bước đến như làn gió. Mơ cùng nhau ta nắm tay hẹn hò. Anh đang là diễn viên. Lỡ yêu nụ cười đó chẳng ngại âu lo. Hạnh phúc đâu thể đắn đo. Tại sao người ta đã đo đến như vậy rồi mà vẫn không vô câu tiếp theo? Thưa quý vị, hồi nãy trước khi hát là Vũ có gấp cho bé vợ của Rick một miếng. Thì cô Lý Thị Bạch Diệp cô phát hiện sao ở nhà không bao giờ gấp cho em? Người ta đang hát mà cứ tranh luận cái gì á. Mà ở nhà không bao giờ gấp cho em hả? Chả bao giờ. Chả bao giờ hết. Tại em gấp cho ổng không ạ? Tại đây có sóng truyền hình nên có những hành động. Ôi anh xin lỗi, anh không có ý gì hết trơn thôi anh. Mày có ý chắc này kìa, cái chén này bay qua rồi.